Hi, Mận xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với kênh Xuân Mận Family Cuộc Sống ở Đức. Thì trưa hôm nay hai vợ chồng Mận đi chợ thấy bò người ta ướp rất là ngon mọi người, cho nên mua hai miếng bò gì bữa nay hai vợ chồng nướng. Tại vì hai đứa con gái Mận không có thích ăn bò nướng nha. Đây cái một cái hộp này có hai miếng mà 400g bán 6 đồng mấy, gần 7 đồng. Còn cái kia, cái bịch kia thì 5 đồng mấy hả anh? Bò này mọi người, cái này ở tiệm nó úp sẵn cho mình rồi nè. Thì mình về mình chỉ làm, mình chỉ bỏ lên mình nướng thôi. Đó, đây là hai miếng này. Miếng làm cũng gì nè mọi người. Thì bò này bò của Argentina. Bây giờ trong khi ấy thì bỏ cái này vô. Ủa anh nướng bò không có bỏ bơ hả? Đấy, bò đâu bỏ nướng không vậy bò hả? Nướng không vậy thôi. Bò nướng giải cái mỡ bò nó đây. Cái này là Cucini. Cucini tiếng Việt mình gọi là giống như là trái cây bí mà bí non đó mọi người. Hả anh ha? Với nướng thêm nấm. Thôi Mận mời tất cả mọi người cùng nướng rồi cùng dùng bữa với hai vợ chồng Mận nha. Chờ nó vô một cái thơm chưa, thơm bơ chưa? Nó thơm, thơm bơ mà cái gia vị này họ bỏ cái gì mà sao nó đen nhiều vậy ba? Tiêu đồ gia vị của tao với mẹ. Đồ vậy mấy nhỏ mà ăn chắc phải ăn không nổi luôn, cái tiêu nhiều quá. Đau, bây giờ với em rượu của em đau. Đây, bữa nay uống nước đá chanh. Mình uống nước đá chanh với kiểu như giống như kiểu Việt Nam á mọi người. Ăn bò thì tôi uống rượu gì? Ủa anh có kéo à? Cá kéo, cá đầy đủ á, ăn cũng đầy đủ á. Đây là cá tóp phê. Wow, dạo quá. Còn cái miếng bò kia nó cũng giống, nướng giống nhau mà. Giống như nhau. Đó anh lấy anh đưa anh coi kìa. Kia nó đỏ trong hộp. Em uống ăn medium hay là ăn chín? Em ăn chín chín tới á. Mặn mà mặn ăn kiểu như thấy máu máu là không dám ăn, sợ lắm. Bò thì ăn medium nó ngon. Cái này người ta bỏ trong cái bì này 380g. Thì 5 đồng mấy, còn cái kia là... Cái này 400 của bác. Sao cái mắc hơn cái rẻ hơn? Cái này là 400g mà tao 6 đồng mấy. 7 đồng đó. Một cái là húc tét, còn cái là filet. Còn cái đây là có 380g ít hơn, nhưng mà cái 5 đồng rẻ hơn đồng mấy. Thì một cái tùy theo loại thịt, chứ là thịt nó có nhiều loại thịt chứ. Một cái là filet, một cái là húc tét. Cỡ quá chưa ba? Coi đi, chở qua đi, chở lại. Đó, thấy không? Đau còn phải đâu thì mới ra được cái màu bò chứ. Bò nướng tét chứ. Nếu nó dần thì cái lửa này cũng chín chứ. Từ từ là nó cũng chín. Từ từ rồi nó cũng nhừ. Ăn chắc cái em để chín. Nó chín cái này vừa ta. Còn cái miếng của anh là đang tái tái á, anh lấy anh bỏ ra dĩa luôn cho đỡ cái bít nó nóng á. Yeah. Rồi ăn thì bò là phải ăn nó còn vừa chín tới nó mới ngon. Bây giờ thì giờ ăn chín quá. À đây nè, nóng xong rồi. Đã bò mềm ghê á. Đã, đây là phía dưới tép mình xem mình nè. Anh gắp cái miếng của anh đây. Cái đợt này chín quá. Chù, cái này tiêu nhiều lắm ba. Nó bỏ tiêu mà. Quá trong tiêu luôn, ăn cay luôn á. Này mấy nhỏ ăn không bao giờ được.
mà tiêu, mà tiêu đập nát làm hai làm ba á, tiêu còn tiêu hột quá. Bữa trước anh mua em thấy tiêu ít lắm mà ba. Nó ướp thì theo đợt thì em à, vậy hiểu không? Thì người ta làm, người ta phải biến chế ra một đợt thì người ta ướp nó vừa vừa tiêu, một đợt thì là nó ướp cho nó nhiều nhiều vô. Ta làm ăn ta phải biến chế chứ vợ. Không phải là có loại tiêu nhiều, có loại ít. Cho những người họ không ăn cay được làm sao? Họ khỏi ăn luôn hả? Ông xã mặn là nướng, mặn là ăn. Rồi ok xong. Rồi thôi mình lấy nguyên một miếng này, nó vừa mới chín tới cho tới thôi nha mọi người. Không có để nó chín quá. Để nó chín quá là nó không ngon. Em ăn cái rau này bỏ vô chút nè, nướng vô cái rau này lên. Cho vô cho nó sầu xuống. Wow, trầm nắng. Trầm nắng uống nước để chanh ngon rồi bà. Cho nó sầu xuống rau vô. Cả nhà dùng một miếng này là quá đầy đủ vitamin hết rồi ạ. Là cá máu ạ. Máu hả? Mời cả nhà nha, mời cả nhà dùng bữa. Ngon lắm nè. Còn có có cái máy này cũng tiện quá không? Chính là rửa rồi gấp con dầu ra là chín quá. Bỏ đây đi, ăn rồi nó chín quá là nó không ngon. Rửa ăn bò nó chín quá nó dai không có được cái gì hết á. Còn máy nóng bỏ luôn. Nói bỏ vô hết thì cho nó ấy, rồi chút mình nướng cái vị khác nha. Mà cho nó có mùi gia vị của bò, con đồ này. Rau này. Đây hai chồng thưởng thức. Hai gái à, nó đang có phim. Cho gái được. Ngon. Mời cả nhà nha. Tại vì lúc mà đón đi học gì á mọi người, cho ăn cơm canh cá. Với lại thịt này á, hai đứa nhỏ mà cũng chưa có thích ăn. Kiểu như ăn nó hơi phải nhai làm biếng á, hai bé làm biếng. Như là nó cay quá. Hai đứa ăn cũng được, phải không? Đợt này tiêu nhiều quá. Cái miếng này đây em thấy nó ướt cũng quá trời luôn à. Mà tiêu của ông có phải đâu cây bạc tiêu mình đâu. Có ăn chín quá không? Chín thì nãy mới nướng mà. Có cần nướng lại không? Lâu lâu ăn nướng này nó ngon. Cái này á, ta bị ướp thì không có mùi cho mình mà. Mình ướp cái mùi nó bốc lên, mấy người nát ba hàng xóm nghe mùi đã rồi. Gì cũng nè. Cái của mình ăn thì ướp hành, tỏi nó nhiều, như tốt. Như là mắm nữa. Bà mà ướp mắm em? Không, ướp nó thịt cái thịt heo á. Thịt bụng á. Rau không? Rau không? Có chứ, ngon mà. Có mấy năm trước
này lỡ pha thịt hạt ở thành phố bạn sống á mọi người. Họ có tổ chức ở Starbucks ở chỗ mà công viên á, đem thịt ra ăn uống hát hò nướng rồi nha. Mà mấy năm nay á lại virus đồ cũng không có, không có tổ chức. Cho ra đó mà mình nướng mình ăn rồi, mình chơi rồi vui lắm. Nói chung vui là vui, có không khí, có nhiều người, đông vui. Này á, mình mua về mình ăn, mình tự nướng tự làm thì nó rẻ hơn nha mọi người, nó tiện mà nó rẻ hơn nữa. Còn mà ra quán ăn cái miếng có chút xíu thôi, mấy chục euro đó. À, bữa nào đi vô cái tiệm bò Big Steak nè, rồi vô ăn rồi mua nó cái sốt ăn bò của nó về ăn nó mới đã. Đây là mấy miếng đây là nó ngon, nó cho nó cháy lên chút xong mới đã. Cái nó thơm à. Nóng. Sau lưng còn có cái quạt là ông bà cô chú. Cái quạt bật quạt cho nóng. Bữa nay rất là nóng, tới 32 độ. 32 độ nhưng mà bây giờ mà buổi chiều cũng phải lên 34-35 độ. Năm này tính ra nắng nhiều quá anh, không nắng kiểu như nắng mạnh phải không? Nắng mạnh, nắng nhiệt độ cao nhưng mà nắng sẻ. Chứ hầu mùa xuân, ở bên mình năm này mùa xuân lại tiếp rơi đầu mùa. Dạ, yeah, thì nó tùy ra, nó đi ra tùy theo mùa, tùy theo năm á. Năm này thì nắng nó sẻ, vô hè sẻ. Bình thường là sinh học sinh nó vô nó học rồi thì hết hè là lạnh rồi, nhưng mà năm nay học sinh nó vô học rồi mà nó đi học còn mặc cho bụng đùi mà đùi á ba lỗ phun mà, nên mỗi năm thời tiết nó thay đổi mỗi khác. Ở Việt Nam mình á biết giờ thời đại giờ là học sinh từ lớp nhỏ cho đến lớp lớn ăn mặc kiểu gì nha, chứ ở bên này á em mặc tự do lắm, muốn mặc gì mặc, mặc quần đùi, mặc quần đùi, mặc áo dây, mặc áo lửng đồ thoải mái luôn, nó không có kiểu như không có cấm, mình mặc theo mình cảm thấy ok là được em. Ok được rồi. Còn trống mà có nước nữa không bao? Anh cứ ăn nữa không? Còn mất ăn một miếng 150g này là quá rồi em. Vậy còn miếng chiều này ăn tiếp, nướng tiếp. Hai, chồng ăn hai miếng. Ăn cho hết rau nè. Mà hồi nãy ông xã mặn nó lấy hai miếng thôi. Mặn đó không mắc. Vô lấy thêm miếng nữa em. Em ăn bò mà, bò một miếng của nó là cả 150g. Em ăn quá đủ rồi. Còn miếng lớn của nó, vô tiệm, vô quán miếng lớn của nó là 250g, là lớn nhất. Nhưng mà phải tay này, ăn với phải tay này ngon. Em ăn với phải tay này không? Ăn đủ rồi. Để mà cái fettuccine này mình nướng nó ngọt vô nha. Nướng với bơ nó ngọt. Luộc chấm mắm ăn cũng ngon. Ngon. Đăng cấp. Ở Việt Nam mình bây giờ cũng ăn đồ sống cũng nhiều vậy.
Hồi trước không ăn đồ sống nhiều nhưng mà sau con gần 5-10 năm nay ăn đồ sống quá chừng. Đu theo ren các nước khác ăn sống đồ. Mình chỉ ăn hồng chín tới nó mới đã. Hồi bữa nay mình em ăn hết miếng rồi ta. Rồi. Bữa nay thứ nhất là em đói bụng. Thứ hai chỉ có cái thịt này không à. Cho nên ăn thịt này không à. Chị ăn bò thì ăn thịt này là tốt chứ. Mà mình miếng bò mà. Bình thường mình pha một chút thịt bụng bằng thịt thịt heo nữa nha. Nhưng mà hôm nay ông xã mình nói thôi ăn bò đi. Ăn bò không cho bổ máu. Coi như tẩm bổ hai vợ chồng. Ăn cái sức rồi lo cho hai con. Thôi vô cái giờ. Nói hay quá. Cái nhà. Em ăn bò thì uống rượu đỏ rosé thì nó mới lên máu. Mới có máu. Em uống cái gì mà em cảm thấy em uống được, em uống ngon, em uống à. Biết rằng vậy mà rượu em thích. Mấy chị em phụ nữ mà uống được rượu á, rất là tốt nha. Đẹp da, hồng hào. Nóng chín răng nóng dài lắm. Thôi bữa nay hai vợ chồng mặn ăn sạch sẽ còn mấy cái rau thôi ông bà cô chú. Wow. Bữa nay là ăn sạch sẽ không anh? Dạ, quá đã. Hai vợ chồng thưởng thức món bò bữa nay quá ngon. Mấy bữa nướng á ăn xong còn á một dĩa đầy luôn á mọi người, nhưng mà ngày hôm nay nướng vừa đủ vừa ăn. Ăn sạch sẽ rau đồ ăn hết luôn. Ăn như thế này rất là tuyệt vời. Còn cái bờ gì này á thì chiều hai chồng mặn tiếp tục nướng ăn tiếp. Nhưng mà nướng ăn thôi chứ không có quay phim. Chiều ăn cái nổ ăn 150g rồi. Nhiều. Chứ cái này bỏ trong đá chừng lấy ra ăn đâu ngon ba hả? Không mà. À mai vậy. Thôi ông bà cô chú và các bạn nha. Thì hôm nay bữa ăn của hai vợ chồng mặn cũng đã kết thúc. Thì hai vợ chồng mặn cũng cảm ơn ông bà cô chú cũng như là quý vị các bạn gần xa xem ủng hộ. Bye bye. Bye bye. Chúc cả nhà cuối mùa hè vui vẻ.